ty em có nhắm mắt. Đây nó ừ thì em kia chứ còn đi nó không kia cũng không mời nữa. Đừng nói chút chút dạ, dạ được nói một chút chút ạ. Dạ quý vị đã từng nghe chúng mình hát cái lương bao giờ chưa? Quý vị đang nghe cái lương chúng mình hát sẽ muốn bỏ nghề luôn quý vị. Nhưng mà với điều kiện là mình nghe thông thường nó khác, còn cái thử thách của tụi em thì nó lại khác biệt. Ví dụ như là ví dụ em đâu giờ biết em kể ví dụ em dùng hình dung nha, hát không thử thử không không anh chưa nói hay gì hết, cho mọi người hiểu thôi. Ví dụ hát không câu hiểu được cái lương là được đúng được vô em ba. Dạ em thật ra em muốn giấu thì cái khả năng ca hát của mình lắm, tại hồi trước giờ em nghĩ bản thân mình cũng hát cũng được mọi người giống như là chồng em hát dở là chọc chơi thôi. Đúng rồi, chơi thôi. Nhưng mà sau khi em tham gia chương trình xong em tự nhận thức được khả năng ca hát của mình rất có hạn. Biết luôn thiệt khán giả cũng thương lắm, khán giả cũng thương lắm, thương lắm nha. Bé hỏi em á là em nên hát hay hay nên hát dở? Hát thiệt còn hay dở mọi người đánh giá sao? Hát thiệt. Dạ hát thiệt. Một câu thôi đúng rồi. Rèn luyện cũng lâu. Hát đi mình bước giao đãi lại. Dạ. Hát thôi ta mới thương. Tông gì bắt cho nè, tông gì. Cái lương đâu có tông mà quá. Sàn xê xí. Sàn cống, tông cống hả? Cống hả? Cống luôn. Dạ em xin được hát à. Dạ em hát rất nghiêm túc à. Biên cương lá rơi thu hà anh ơi. Thu hà em ơi thu hà nào anh. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Đường dài mình mù mà em không đứng đôi. Rồi hay không ạ? À? Dở ạ. À. Nhưng khi cái thử thách của em sử dụng cái giọng ca này thì lại hay. Hay vì sao? Vì tụi em dùng chính cái giọng thật, cái khả năng của mình để vượt qua cái thử thách của chương trình đưa ra. Và khán giả ở dưới có khán giả thật luôn, họ vỗ tay nồng nhiệt. Bởi vì sao? Thấy sự nghiêm túc của anh. Đúng rồi, thấy sự nghiêm túc và không ngại vì sao? Không sợ chi. Nhưng mà vì sao? Đó là thử thách và tụi em không hề giễu cợt trên đó, và khán giả hiểu rồi, vỗ tay nồng nhiệt lắm, thật sự là vậy. Và dĩ nhiên tụi em làm việc có thầy, tức là huấn luyện viên, là những người dữ dội đó, cái đó không tiện tiết lộ, đó là những chỉ là thầy gặp đó. Và dạy tụi em hết, rồi tụi em trả cho thầy hết. Nhưng mà làm rất công tâm, em nói thiệt, áo là thay liên tục bởi vì đổ mồ hôi. Và khán giả ở dưới họ chứng kiến hết tất cả mọi thứ. Nói trời, vậy cũng dám làm. Và làm thiệt, và làm hết mình, và coi đó là một trải nghiệm. Và họ vỗ tay nồng nhiệt với tụi em luôn. Và dĩ nhiên sẽ có những người làm rất giỏi, bởi vì họ có khiếu. Có những người làm không hay nhưng hết mình đó, cho nên nó cũng cái những cái hấp dẫn lắm mọi người ạ. À, xin phép kể tới đây thôi.